Good morning, Na Lật. Xin kính chào cô chú anh chị em. Và đặc biệt hôm nay nữa là cả nhà cũng là long time no see cả nhà. Trước khi vô thì mọi người giúp công ty chia sẻ cái livestream này cả nhà nha. Và đặc biệt này nữa là A Lực cũng vừa mới về bên Florida. Nói chung là được hưởng enjoy rất là nhiều. Giống trời như, dữ dằn hết nhỉ. Nói chung là được đi thăm cái vườn trái cây này. Wow. Mua mãng cầu chị. Rất là ngọt, rất là ngọt luôn. Và đặc biệt nữa là A Lực có ghé thăm chợ trời cả nhà nha. Chợ trời ở California, ở Florida. Ở Tampa, Florida nhưng mà Tampa, tại vì ảo là Florida là tiểu bang thôi. Đúng nhưng mà anh lại có ghé Tampa cả nhà, nhưng nói chung là trái cây rất là nhiều của mãng cầu cả nhà ơi, rất là ngọt luôn. Ngọt và đặc biệt nữa là được đi câu cá này kia, đi biển rất là vui cả nhà nha. Lần này về nói chung là da nó hơi lột một xí cả nhà nha, nên mọi người thấy là trên nó hơi đen chứ cũng thông cảm cả nhà nha. Rồi, đặc biệt cái phiên live hôm nay nữa là mình có chương trình gì chị Trang cho mọi người nghe. Trước khi mà bắt đầu phiên live thì Hoa Hồng cũng rất là cảm ơn các cô chú anh chị, các em và các bạn cũng đã mua hàng ủng hộ cho support cho cái business của A-Channel rất là nhiều trong 2 tuần vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều và có rất nhiều anh chị có cái đề nghị với Hoa Hồng là Hoa Hồng khi nào lên đây thì nhớ gọi tên các chị nhé. Và đặc biệt lần này nữa cả nhà nha, nói chung là lần này có công ty lại có một cái lượng hàng về rất lớn và giá rất là good luôn. Và mỗi lần mỗi tuần thì có một cái chương trình giá rất là hấp dẫn cả nhà nha. Và mọi người biết đó, trong cái chương trình flash sale đôi khi cái giá của nó là full up tới 50-60% cả nhà nha. Nên đôi khi anh chị em sẽ mua được giá rất là good hơn, nên đó là lý do tại sao anh chị em phải có một lưu ý nữa là cũng nên chia sẻ với cô chú anh chị là anh chị lên chốt deal sớm. Tại vì nếu mà chốt deal sau á thì những cái deal mà nó hot á thì là sẽ không còn nữa. Giống như là deal đèn này là coi như là cháy hàng luôn cả nhà nha. Rồi máy dũa burger là coi như là em nói là cũng gần hết hàng. Đúng rồi. Nói chung là rất là nhanh cả nhà nha. Tại vì sao? Giá rất là good luôn. Tại vì mua 3 tặng 1, mua 8 tặng 3 cả nhà nha, nên đó là lý do tại sao nhiều người vô mua rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Và giá rất là good. Nếu mà những anh chị em nào mà ở trong tiệm không phải là chủ tiệm nail này kia, có thể là thợ nail, thì anh chị em có thể mua chung với nhau rồi sau đó mình chia tiền ra thì nó sẽ được giá rất là good anh chị em nha. Mà A-Channel sẽ free shipping cho đơn hàng 180 đồng. Chỉ 180 đồng là được free shipping rồi nha anh chị nha. Anh chị lưu ý là 180 đồng là giá trị mua hàng trước thuế chứ không phải là giá trị include thuế nha. Nên anh chị cứ include xong lại gọi điện của Hoa Hồng sao lại tính phí 11 đồng standard fee shipping cho bên anh chị ha. Thì anh chị lưu ý giúp em. Rồi bây giờ cho em gửi lời chào thân thương đến chị Oanh ở Georgia, Savannah. Cảm ơn chị. Đây là chị order 200 màu cái này nha. Công tần này. Cảm ơn chị. Chị thứ hai là chị Cindy Oanh ở Wisconsin. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chị Oanh em hát hơi nhiều nha. Rồi. Cảm ơn chị ruột của em ở chợ đêm Phước Lộc Thọ, chị Liên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đây là những khách hàng mua rất là nhiều cả nhà nha. Nói chung là trong tuần em cảm ơn chị Vi ở Nevada. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều ở ta ở Las Vegas thân chị. Las Vegas Nevada. Cảm ơn chị Thảo ở Tennessee. Rồi cảm ơn chị Thảo rất là nhiều nha. Cảm ơn rất là nhiều. Em cảm ơn chị Hà ở Texas nha. Rồi cảm ơn chị Hà rất là nhiều ở Texas ha. Rồi em cảm ơn chị Hương ở Hawaii. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Và vừa rồi anh lại có qua Hồng Anh mà không ghé thăm được cả nhà rồi, nha. Chị Hương nghe nói vừa rồi chị kêu em bưng 2 bình liên quyệt qua phải không? Phải không? Sao bưng được cả nhà nha. Tại vì vừa em nhớ là chị nói là anh lại bưng dùm sách tay dùm được không, nhưng mà chị biết là em sợ mà nó đổ vô đồ ấy là hôi lắm chị ơi. Không có một cái nữa đó là A-Channel Supply bắt đầu có thể ship liquid số lượng lớn từ tuần sau nha anh chị nha. Bên em đã có ký hợp đồng chính thức với một đơn vị vận chuyển và có thể vận chuyển 8 gallon, 10 gallon và một pallet cho anh chị lên về bất kỳ cái tiểu bang nào tại Mỹ cũng như là ship Úc, Canada đầy đủ hết liquid được nha anh chị nha. Lưu ý giúp em là em có thể ship liquid đi ngoài Mỹ và trong tất cả các tiểu bang ở Mỹ ha. Rồi cuối cùng là em xin cảm ơn chào và thân chào chị nhá ở Michigan nha. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Còn rất là nhiều anh chị khác nữa nhưng mà em chưa, nhưng mà lại ngại chưa có order là hãy đọc tên anh chị ở bên line lên. Nên rồi hẹn gặp anh chị ở bên line lần sau sẽ đọc tên nha. Rồi ngoài ra nữa những anh chị em nào mà tới store pick up này kia nha hoặc order sẵn luôn thì có thể gọi số điện thoại là 657-966-8888 cả nhà nha. Để anh chị em có thể order pick up rất là dễ dàng nha. Rồi. Một điều nữa, sáng nay có chị Jenny ở Las Vegas có phone cho em
là Hoa Hồng ơi, hôm qua chị mua một cha một galon liquid mà nó hơi bị đổ, bị nick một chút. Thì cái này bên em cũng sẽ rút kinh nghiệm là những anh chị pick up hàng ở store mà mua liquid thì cũng nhắc nhẹ lại cho nhân viên bên em, và bên em cũng cẩn thận hơn, tại vì đây là lần đầu tiên bên em bị nó hơi bị nick một chút, thì bây giờ bên em sẽ gói rất là cẩn thận cho anh chị trước khi mà anh chị đi ra khỏi store bên em, là cái cửa hàng chính này của bên em ha. Và cửa hàng duy nhất chỉ có ở 13.222 Brookcote Garden Grove thôi anh chị nha. Duy nhất một cửa hàng. Và bên em có chợ đêm Phước Lộc Thọ bút 60 vào tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Chỉ còn tuần sau, tuần này và tuần sau nữa thôi là kết thúc chợ đêm. Nên là mời cô chú anh chị vừa đi ra chợ đêm chơi chuẩn bị cái dịp trung thu sắp tới. Còn 2 tuần nữa gì? Đúng là tuần này và tuần sau là kết thúc rồi. Nên là mọi người, tất cả các anh chị tiểu bang khác mà có ghé Cali chơi thì cũng mời qua chợ đêm Phước Lộc Thọ để chơi và enjoy những cái ẩm thực Việt Nam, những cái điệu múa, điệu hát, điệu dance Việt Nam rất là thân thương và truyền thống, để mình có thể tuy là ở Mỹ xa nhưng mà chúng ta vẫn có thể hưởng được những cái niềm vui truyền thống ở Việt Nam, đúng không ạ? Tuần vừa rồi có chị Hồng ở Illinois có gọi điện bảo trời em ơi chị cũng tên là Hồng đây, nhưng mà chị quên mất số của em mà chị tìm hoài không ra vì chị không có nhớ cái tên. Nhưng may quá có cái tip gel extension bên em xài hút quá mà trên may quá là lucky là trên cái hộp chị còn lưu cái số đấy, chị gọi lẹ được cho em, chị mừng rớt nước mắt rồi qua cái em, live stream em, này em có cái này hay cả nhà này, cái này là cũng đặc biệt nữa này, thì có thể là những chị em nào mà order mà sách bột 200 màu á, những nhiều á hay là order lượng hàng á thì chị có thể tặng cái này. Thì đây là một cục chạc đa năng cả nhà nha, này chạc là anh chị em có thể xài cho iPhone Galaxy luôn. Thì ngoài ra những anh chị em nào á thì có thể xài cục này cho ở tiệm nail này kia hoặc ở nhà nha. Thì trên cái cục chạc này sẽ có lưu được số điện thoại và website luôn anh chị em nha, nên rất là dễ dàng cho anh chị em lưu ý nha. Xin rất là nhiều người chờ đợi luôn. Bắt đầu cái deal đầu tiên của cái phiên live ngày hôm nay đó là sẽ set roping. Roping có 36 màu anh chị nha. Khi mà mua một set này thì được tặng kèm một cái hũ 3D. Thì cái set màu này những anh chị em nào mà thích về những tông nút, những cái màu mà natural tự nhiên cả nhà chưa, thì đông này đây là những cái màu mà dễ cho anh chị em lựa nhất. Và đặc biệt nó có những cái hàng rất là khó tính luôn. Khi mà vô tiệm mà muốn những cái màu từ lạt lên đậm này kia nha, thì trong cái set này có full luôn cho anh chị em luôn, thì có thể rất là dễ dàng cho khách xài cả nhà nha. Rồi cái set này khi anh chị em mua nha, là mua set này là gì? Giá của nó là 432 đồng, nay chỉ còn 288 đồng thôi. Tặng ngay một cái hũ gel 3D này để nặn hoa 3D bằng gel, không mùi, màu nên rất là đẹp. Anh chị nặn rất là dễ. Bên em đã làm một cái video để hướng dẫn làm thế nào để nặn gel 3D. Thì anh chị có thể comment ở dưới cái live stream này và bên em sẽ gửi ngay cái link để anh chị có thể làm cái gel design 3D mà đang hot trend nhất 2024 trong cái summer 2024 này nha. Và đặc biệt nữa cả nhà nha, trong cái set này thì nó gồm có những cái màu rất là popular cả nhà nha, đó là màu clear, màu soft white và màu pink luôn cả nhà nha. Ba cái màu này là màu popular nhất luôn cả anh chị em nha. Và đây giờ nữa nó cũng là cái trend đang là mông 3D nha, thì anh chị em mua set này sẽ được tặng kèm theo anh chị em nha. Giá rất là gật luôn, cho deal số 1 cả nhà nha. 432 đồng chỉ còn 288 đồng cả nhà nha. Và được tặng kèm theo bản sample luôn cả nhà nha. Rồi rất là cái tiêu chị. Deal số 2 bên em đấy là họ Colin Sky Brush Fresh Fan. Đây phải. Cái này. Đây. Rồi bây giờ là mình trước giờ anh lại thấy là có nhiều người hỏi về cái cọ làm sao để mua được cái cọ gứt đó, thì hôm nay là sẽ là giải thích rất là rõ ràng cả nhà nha. Thì những anh chị em nào mà thật sự đã vẽ fan rất là nhiều thì cũng muốn kiếm được một cái cọ làm sao để ưng ý theo bản thân của mình cả nhà nha. Thì đây là cái cọ mà anh lại bán rất là chạy luôn, tại vì nó là Colin Sky cả nhà nha. Và đặc biệt nữa khi anh chị em vẽ fan á, nó cực kỳ rất là chuẩn luôn cả nhà. Và thứ hai nữa nó giữ eyestone rất là lớn, rất là lít luôn. Thì khi anh chị em vẽ fan nha, rất là công cả nhà nha. Và đặc biệt lần này nữa thì cũng có nhiều người hỏi là cọ có sale không, tại đường thường cọ double hay là cọ này kia thì lại ít khi sale cả nhà nha. Nhưng mà đặc biệt lần này nữa là cọ này vẽ fan thì lại có một cái good offer cho anh chị em nha, là mua bao nhiêu năm tặng một, mua năm cây tặng một cây cả nhà nha. Giá very good deal cho buổi trong cái phiên live ngày hôm nay này. Nhận 6 cây cọ Colin Sky vẽ fan 60 đồng chỉ với giá 45 đồng thôi. 45 đồng cả nhà nha. Giá rất là good luôn. Rất là dễ mua. Anh chị có thể mua từ số 8, số 10, 12, 14, 16. Bên em bây giờ đã về là đủ size, đủ số. Và anh chị mua đủ cái set này thì để cho mình design được good nhất. Tại vì sẽ mỗi một bộ móng hay là mỗi một cái tip, một cái shape thì anh chị sẽ xài cái số khác nhau.
để làm cho cái bộ nail có cái hiệu ứng tốt nhất ha. Rồi chị để, bây giờ có nhiều người hỏi luôn này, set màu đẹp quá, cảm ơn chị này. Chị Chen Nguyễn này, set này có bột không này? À, cái set bột này là không có bột chị nha, đấy là gel only chị nha. Thì set đã điều số 1 đó, nãy giờ mình chị em mình gặp tâm quá cũng quên trả lời nhanh chóng. Cái điều số Sarah mua điều 1, cảm ơn chị. Chị set này có bột không này? Rồi. Okay. Cho em hỏi cái cỏ bán không, em lấy bút của sân xuống 36 màu râu, pink này chỉ only gel poly thôi. Bên em không có màu. Nhưng nếu mà anh khi mà kết thúc cái phiên live này thì em sẽ tư vấn cho chị Jin Nguyễn là có set trong 200 màu. Là có set 200 màu, những cái màu hồng này hoặc là những cái màu pink của AB OM thì rất là matching với cái màu gel này, thì chị có thể mua chung với nhau để cho em hỏi thì đây là có set 36 màu đây. Thì trong này đây có cái màu bột và gel chung chị nha. Rất là đẹp luôn. Thì cái màu 36 màu này bên em đang rất là good này, tại vì là mùa hè sử dụng màu hồng, màu nude và sắp tới sẽ là Christmas và Thanksgiving thì những cái màu này sẽ rất là popular nhá. Thì hôm nay cái 36 này thì em vẫn có cái deal good ở trên website, thì anh chị có thể qua website lấy xem và xem hàng ha. Thì đặc biệt nữa là cả nhà khi xài cái cỏ bé fan này, cả nhà sẽ rất là thích cả nhà nha. Coi như là mình chọn được đúng cái cỏ mà từ xưa đến giờ mà mình chưa giải mã được cả nhà nha. Cái cỏ rất là good luôn, vẽ cực kỳ rất là đẹp và rất là giữ acetone cả nhà nha. Ồ, có một chị hỏi là ô cái ống đựng cọ này bao nhiêu tiền? Cái ống cọ này cái này thì hình như bao nhiêu tiền, 9 đồng không chị? Cái này 9 đồng chị cả nhà nha. Nói chung là đây là nó đồng. Là gold có hai màu, màu gold màu silver nha, rất là dễ thương. Anh chị em bỏ vô hoặc ở nhà bỏ makeup này kia cũng được cả đúng nhà rồi. Nha. Bỏ cọ makeup, bỏ mấy cái makeup này. Artist này hay rất là đẹp này. Luôn. Đúng không? À, Alex có hai màu cả nhà nha, đó là màu gold và màu silver. Đẹp quá cả nhà ơi. À, trong nhà bỏ hai cái này là thấy may mắn đến nhà đó. Tiền về rồi đấy, vàng bạc rồi đấy. Vàng bạc kim cương thì đai mần rắc hết. Ông áo ông ánh. Rồi giá nó bao nhiêu hôm nay 50 cỏ, đặt lại thêm một lần chỉ đi số 2 nha. Giá 60 đồng, chỉ còn 45 đồng thôi nha. Mua 5 tặng 1 nha. Rồi. Rồi bây giờ đến một deal mà rất thơm. Cả nghĩa physical lẫn nghĩa spirit nha. Em rất là thích thơm và rất là thích hoa. Đó, đó ai về về ai thích hoa mà lại thích thơm thì về team của em nha. Lựa ngay cái em cuticle oil này anh chị này, trời ơi để em lắc lên nha, để em lắc lên nó hoa không rơi. Em mới đi Florida về da em hơi khô quá, anh chị em xích một xí. Thơm quá. Thơm. Thơm cả nhà ơi. Em có rất là nhiều cái vị như là hoa ly lì này. Thơm quá. Hoa ly này. Vị cam này, vị lavender này, hoa hồng này, ổi này, hoa nhài đấy nha. Nhưng mà em chưa có trên deal. Thì anh chị có thể book cái này tặng làm quà tặng cho khách hàng nha. Nên là cái deal này thông thường á thì là hoa hồng bán cái deal này số lượng rất là nhiều, giống như top coat và bay coat vậy. Tại vì giống như là mình mua cái này mình chăm sóc khách hàng á, một khách vào mình tặng quà cuticle oil này mà khách rất là thích luôn anh chị. Cái mùi em thì em rất là thích mùi hoa hồng và mùi ổi. Không biết anh chị thích mùi gì nha. Vanilla, sorry. Lavender. Em mới đi mua Starbucks về em mới pha vanilla không ấy. Cảm ơn hôm nay boss em mà trước khi phiên live này đã mua cà phê đầy đủ cho hơn chục nhân viên là tiệm rồi đấy ạ. Chào em chị nhá. Khi anh chị em mua 50 chai thì tặng mấy chai gì? Tặng 5 chai liền luôn. Tặng 5 chai liền luôn hả? 50 tặng 5, giá rất là good deal, 275 đồng, sale chỉ còn 200 đồng thôi nha. Rồi 200 đồng được 555 chai, chưa được đến 4 đồng một chai đâu. Chưa đến 4 đồng một chai đâu. Free shipping luôn các nhà. Free shipping nha. Tại cái này thông thường á là cái này thông thường là không có bán online nhiều, tại vì cái này thật sự nó không có lời nhiều cả nhà, cũng có lời là ít thôi. Nhưng mà cái là mỗi lần ship đi là cái shipping rất là nặng cả nhà nha. Là 5 xu cho nó vui vui anh chị. Chắc là 20 cent chai nhỉ. Ê, nhiều khi bán hàng với đam mê ấy. Mà đã bán xong bắt trừ thuế mà vô shipping mà hồi nhóc này. Rồi. Là bán hàng với đam mê đấy anh chị. Nói chung là cũng có lời cả nhà, đôi khi mình cái này thì dối nhưng mà lời được cái kia thì bù qua sức lại cũng có niềm vui cả nhà nha. Nói chung là cùng nhau hợp tác tình thương mến thương. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ cả nhà nha. Rồi tiếp theo nha, chị lấy một xe cách ai mua tặng người thân cũng được. Đúng rồi chị Nay Tình nha, lễ sắp tới mua tặng người thân, đúng rồi chị Kim nha. Nếu mà anh chị mà mua khoảng 10 chai thôi thì em sẽ được tặng cho một chai không anh ấy? Nếu mà 10 chai tặng một chai được không?
người trai tặng trai. Thì để tình thương mến thương á, được cái này cái điều này đã là điều là tình thương mến thương rồi, được luôn cả nhà nha, mua năm mua 10 chai nha, rồi được luôn chai đi rồi. Thì để anh chị anh mua tiệm nail để tặng nhau. Dạ được, ok. Tại vì chuẩn bị vừa qua cái điều mà cái ngày gọi là friendship day á, là ngày tình bạn, mà em quên có làm điều nên là điều này sẽ là điều trả nợ của điều friendship ha. Friendship day, ok, mua 10 tặng 1 cũng được, giá vẫn đẹp thêm 15% off nha anh chị. Rồi. Rồi, hello chị Kim nha. Hương táo này, ai chưa ăn sáng vào đây ạ? Rồi, hương táo. Rồi, để là chắc sơ qua nãy giờ nha, cái hương táo này cả nhà nha. Thì từ trước tới giờ anh chị em có thử rất là nhiều trên hãng này kia cả nhà nha. Và đặc biệt nữa mà A Lịch chọn trong tất cả các mùi luôn, thì đây là một cái mùi táo cực kỳ rất là thơm nha, rất là nhẹ luôn. Nó không giống như những mùi candy hay những cái mùi bubble bath như kia cả nhà nha. Bubble bath nó lộn với bubble bath OVI rồi, bubble gum cả nhà bubble nha. Bubble gum. Ơi, đó là những cái màu nó cho OVI trên phim live. Không, mình có bán bubble bath mà. Có. Mà. Bán bên em thì mà. Ở store có bán những cái màu rất là hot của OVI như là bubble bath, funny bunny và apple red, những cái màu popular cả nhà nha. Hello chị Kim. Rồi. I love you. Nó bị nhảy qua rồi, ok cả nhà nha. Rồi, thì đây là cái mùi này, những anh chị em nào ở trong tiệm đắp hoặc những anh chị em nào vừa mới vô nghề nha, nếu mà đắp mà cảm thấy cái mùi rất là nặng của liquid này kia cả nhà nha, thì đây là một cách mà giúp cho anh chị em có thể nhẹ bớt mùi đi cả nhà nha. Nhẹ bớt được tới 50-60% chứ không phải mà bớt hết luôn cả nhà nha. Nếu mà bớt hết á, thì cái điều đó không có xảy ra cả nhà nha. Cái chai này xài rất là dễ anh chị nha. Ồ, trông giống như cái chai showroom mà khi... hoa hồng chai ở nhà để chai đắp mặt nạ nha. Rất là dễ thương nè anh chị ơi. Đó, thì cái anh chị em xài liquid đó, thì anh chị em drop cho là cỡ 4-5 giọt thôi cả nhà nha. Thì nó giúp cho cái liquid nó đỡ lép mùi hơn, và đặc biệt dành cho những anh chị em nào vừa mới vô nghề cả nhà nha. Và khi anh chị em xài nó vẫn là good nha, nó không bị tác dụng phụ gì hết. Tại có nhiều người nghĩ là khi drop vô rồi là sẽ làm bột bị hở này kia cả nhà nha. Nhưng mà điều thứ nhất, điều là Alex đã thử được cả nhà nha, là sẽ không bị cả nhà nha. Rất là thơm luôn. Cái này mà nhiều anh chị em nào mà kiểu mà giống như thích á, cũng bỏ đi được cả nhà này, nó thơm lắm. Nó rất là thơm luôn. Nó không có bị tô này, xích cho người sử dụng. Nó không có dầu như mấy mà nó kiểu rất là mượt cả nhà nha. Rất là thơm luôn. Thơm dữ luôn. Đây này, em lại bán nail, em lại đang nghĩ là mình lại là livestreamer cho cái hãng mỹ phẩm mà thôi. Mềm mượt nhá, cuticle rất là mềm mượt luôn. Lily and warm, what is that? Oh, this one the top for the apple, the táo for apple, huh? This one will top on the liquid, because when you're using it, the liquid is so much smell strong it. You just top like 4 or 5 top like this, then make the liquid is more less plus the smell, you know. It's very good, you know. So liquid monomer order out. Yeah. Okay, you see this monomer? She will do with acrylic, so sometimes like EMA liquid or MMA liquid is so much smell strong it. You can top this one in the liquid. So when you put the liquid on the cup, and after that you chop like 4 or 5 chop like that, you know, the liquid is not left smell, you know, so have better for customer and people around your shop. Save your house. Mm-hmm. Yeah, save your be comfortable when you make acrylic powder for our client. Giá là 154 đồng, đang sale xuống còn 96 đồng. Rất là good deal cả nhà nha. Mua 10 tặng 1 cả nhà nha. Rất là good luôn. Em sẽ gọi cái liquid I love you too, chị Kim. Làm nhẹ mùi nha. Buy 10 get 1 free. Khỏe chị nha. Nói chung là vừa đi hôm qua về xong rồi tần sang là bánh qua Florida qua thăm chim Mỹ Smile chị nha. Nói chung là gần nguyên cả, nói chung là hình như em đi gần cả tháng này, nửa tháng luôn cả nhà ơi. Một tháng 30 ngày thì một tuần ở Hawaii, một tuần Florida. Chỉ đi làm có 15 ngày thôi. Thật sự cả nhà hình như là làm 7 ngày luôn, mà hình như là em nghĩ là 3 tháng này hình như là làm 7 ngày nữa, mà coi như là nhân viên cũng như là lịch cũng như là làm coi như là 9 ngày hả? Cái này anh chị em, nếu mà anh chị em worry nữa đó, à là thấy cái hay đấy, là chia sẻ thôi nha, nói lại mới nhớ này. Trong tiệm có nhiều anh nam hút thuốc. Thì đôi khi vô cả nhà cái tay nó dính thuốc á, cả nhà có thể xích một xí lên tay này này, là nó sẽ khử mùi thuốc luôn cả nhà nha, nó không nghe mùi thuốc. Good idea. Wow. Thuốc cả nhà nha. Wonderful. Rồi. Tiếp theo điều cuối cùng cả nhà nha, điều cuối cùng anh chị. Điều cuối cùng đúng rồi, điều cuối cùng trong ngày hôm nay đó là một set bột. Đây. Điều summer rồi, summer rồi. Và cái màu này sẽ được tặng ngay cái farmer nằm bột đây, cái farmer nằm bột mà anh chị bảo tại sao phải dùng cái farmer nằm bột này nhỉ Alex nhỉ? Tại vì cái này đặc biệt thông thường á, những anh chị em nào mà xài rất là nhiều, như đặc biệt nữa là bột nó bị hở này kia,
thì cái này á là rất là good cho anh chị em luôn, tại vì cái pha mờ ngày xưa người ta xài á, thì nó có chất axit cả nhà nha, đôi khi nó rất là rát luôn, và đặc biệt cái này là vừa mới ra nha, và năm trong 2 năm này công ty trên bán rất là chạy nha, cũng rất là trên thị trường luôn. Và cái này là anh chị em dùng cho fine one nhé, là có thể xài cho bột, cho silac, cho gel ad, cho builder gel. Và đặc biệt nó dùng cho manicure silac cũng được cả nhà nha. Nó giúp cho cái nail á, là thứ hai nó chắc này. Thứ ba nữa là nó thứ hai nữa là không có bị giống như bị burn cả nhà. Thông thường á, thì anh chị em xích pha mỡ axit rất là burn, nhưng mà cái này nó không có bị burn cả nhà nha. Và đặc biệt nó giúp cái bột rất là chắc luôn. Và cái giá cũng rất là good cho anh chị em nha. Những anh chị em nào mà xài trong tiệm này kia thì nên thay xài thử cái này nha. Đặc biệt anh chị em sẽ rất là thích và nó sẽ hết phua cái bột không bị hở cả nhà nha. Rồi. Rồi, và cái ba set bột ngày hôm nay em có giá là 220 đồng và sale chỉ còn 158 đồng thôi nha. Nhận ngay 18 màu bột 2 ounce cộng sample và cộng 2 chai farmer ạ. Dạ. Deal cuối cùng ngày hôm nay là deal được mọi người anh chị em rất là cái mong này chờ. Và có rất là nhiều khách hàng bên em đã xài cái thép này đến 2 năm rồi và vẫn mê say đắm, vẫn say đắm cái em này lắm. Nên là hôm nay ra hàng đã về. Hàng mới về ạ, hàng mới về. Rồi cái thép ai này là nói chung là cũng ra cách đây cũng gần được 4 năm cả nhà nha, 4-5 năm rồi, và rất là nhiều anh chị em request Alex đó. Alex ơi, cái thép ai cũ chính đi của em rất là đẹp luôn mà tại sao Alex không có ra nữa? Thì các bạn biết rồi, thì mình hiện nhà này nói chung là rất là những cái trend cách ai mà nút đi kia cả nhà nha. Thì đây là những cái màu rất là popular luôn, thì đặc biệt là này nữa thì có nhiều đó anh chị em đã tới request rất là nhiều nha. Thì công ty đã ra lại cái 20 màu này cả nhà nha. Trong 20 màu này cực kỳ làm rất là dễ và màu cực kỳ rất là đẹp luôn và rất là galaxy luôn cả nhà nha. Cũng như là tri ân cảm ơn chị em rất là nhiều nha. Và set này bao nhiêu tiền thì chị? Set này giá 280 đồng, sale còn 224 đồng. Khi mà anh chị mua một set này sẽ được tặng ngay một chai gel trắng và một chai gel đen. Tặng ngay sample như Alex và Hoa Hồng vừa show up cho anh chị. Và tặng ngay các cái cây magnet, ba cây magnet này để anh chị làm cat eye ha. Và sẽ gửi kèm cho anh chị cái đường link làm sao có thể làm cat eye được với những cái shape như là trái tim, hình tròn mặt trăng hay là hình chữ T, hình chữ S và rất là nhiều những cái shape cat eye khác nữa. Thì em sale hay các bạn sale bên em sẽ gửi ngay cái link để anh chị có thể làm cat eye một cách dễ dàng nhất ạ. Rồi bây giờ nữa là coi như là mình sẽ đọc cái giá lại cho mọi người chị. Rồi cái giá là 280 đồng, sale chỉ còn 224 đồng nữa. Giá rất là good luôn cả nhà nha. Sample, tặng kèm theo sample, tặng ngay magnet đen trắng, tặng ngay combo đen và trắng ạ. Rất là good cả nhà nha. À, rồi. một cái chai cat eye nó sẽ như hình thù hình dạng nó sẽ như này anh chị nha. Rất là đẹp nó luôn. Tên là Ultra Cat Eye, Ultra Cat Eye 9D ha. Ultra là gì biết không? Ultra mà ơi đẹp quá đó. Rồi cả nhà nha. Đẹp vô hậu. Ông này cũng vui vẻ quá. Rồi. Ok chị ha. Rồi bây giờ nữa là mình sẽ công ty sẽ list bây lại giờ là hết 6 deal rất là ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ nữa. Rồi. Cần tư vấn gì anh chị cứ vui lòng gọi tên. Em mới nhớ về ngủ em nói sale hủy diệt. Rồi. Sale hủy diệt. Bán hàng vì niềm vui, vì đam mê, vì hạnh phúc. Hôm trước là nghĩ ra một cái câu slogan là sell to love và love to sell. Sell to love, love to sell. Sell to love là bán hàng để yêu và yêu để bán hàng đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ và yêu thương A-Channel Supply cũng như là Alex Trương và Hoa Hồng. Rồi, chị Tina lấy 2 set này, chị Thi cũng lấy 1 set luôn nha. Rồi, chị Thên Anexit này cũng lấy 2 set luôn. Trời, số nó nhiều quá chị. Rồi nhớ vài giờ cho khách mùi ok rồi. Cảm ơn rất là nhiều nha. Và bây giờ nữa là mình có we have some foreign client here. So I want to say thank you for following us. And we have a lot of flash sale deal for you. And you click to our website achannel.com and you see a lot of bundle deal. If you have any question, please call to us via hotline 714-707-6666. We call and feedback to you and thank you for support and shopping to love. Thank you. It's a good thing too. You can download the app to your phone. You know, you can do shipping easy in your phone. You know, the app is ATN Supply. Yeah. Thank you.
Rồi, chị Hồng uy tín quá. Rồi bây giờ nữa mình sẽ đọc lại 6 cái điều chị Hồng. Rồi, em xin review lại 6 cái banner deal trong buổi livestream ngày hôm nay. Deal số 1 đó là set roping gel polish. Đây ạ. 36 màu, set free một cái flexible 3D. Giá 432 đồng, sale chỉ còn 288 đồng. Rồi em thấy rồi, rồi cái nhà nhà nha. Rồi tiếp theo cả nhà nha, điều thứ 2. Điều số 2 là điều cọ vẽ fan. Rồi. Frank Nail Collision Brush by Five, mua 5 tặng 1, buy 5 get 1 free. Giá của nó là 60 đồng, sale chỉ còn 45 đồng. Cả nhà mua 5 tặng 1 cả nhà nha. Vẽ fan rất là đẹp điều luôn. Điều số 3 là Cuticle Oil mua 50 tặng 5. Giá 275 đồng, sale xuống còn 200 đồng cả nhà nha. Và có rất là nhiều vị, anh chị có thể pick random hoặc là có thể lựa chọn thì có thể phone về hotline của bên em ha. Và đặc biệt nãy chị nói nữa là có mua 10 tặng 1 nữa cả nhà mua nha. Mua 10 tặng 1 luôn ha. Add on 15% off ạ. Rồi. Điều thứ 3. Điều thứ 3 đó là cái liquid làm mùi. Nhẹ mùi đó là Aus Acrylic Liquid Natural Leisure làm nhẹ mùi nha. Mua 10 tặng 1, deal là 154 đồng, sale chỉ còn 96 đồng thôi ạ. Cả nhà nha. 96 đồng là nhà mình có 10 ghế, tặng mỗi người một ghế là em thấy như vậy tặng cho mỗi người một cái là được không? Nó phù hợp. Tiếp theo chị. Rồi, tiếp theo đó là deal Alex Legacy Powder 18 màu. Sẽ tặng ngay 2 chai Farmer, 15ml. Rồi, cái giá của nó là 220 đồng, chỉ cần 158 đồng. Rồi thì chị hình 158 chia xuống còn có 7 đồng mấy cả nhà nha. 7 đồng mấy tặng thêm quà, tặng thêm sample cả nhà nha, giá nó lực hết luôn. Rồi. Anh chị không biết làm bột, anh chị không biết làm gel, anh chị không biết design thiết kế. Hãy question lại bên em và bên em sẽ gửi những cái đường link để hướng dẫn anh chị làm ha. Tiếp theo chị. Tiếp theo đó là set cat eye 36 màu 20 màu 26 màu 20 màu. Không có đi vacation về xong mà cứ tưởng nhớ 36 nhớ chị 6 bên đó thì đi gặp mà. Em muốn qua em gặp chị 3 chị 6 bên đó hả? Mua cái gì mua bán cầu. Rồi set bao nhiêu tiền chị? Ucha 9D cat eye sẽ được tặng magnet này. Magnet sẽ được tặng magnet cả nhà nha. Sẽ được tặng sample, sẽ được tặng một cặp combo gel trắng gel đen. Rồi, giá 280 đồng, chỉ còn 224 đồng thôi. 224 đồng cả nhà nha, rất là good deal luôn. Rồi, khi anh chị hỏi, anh chị không biết làm nail thì có thể đăng ký ngay cái lớp cơ bản hoặc lớp nâng cao về bột của ATNL Supply. Thì thầy Alex Trương sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho anh chị để làm những cái bộ nail, làm những cái shape nail rất là đẹp và dễ dàng để và tự tin để bước vào ngành nail, vào nghề nail là một cái career của mình nha. Thôi lớp nâng cao trước đi, thì phải tháng 9 trước đi. Tháng 9, ngày 9, ngày 10, ngày 11 sẽ là lớp nâng cao. Đúng rồi. Và lớp cơ bản sẽ là tháng 10, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 và ngày 11. Anh thấy 12. Ngày 11 nha anh chị nhé. 10, 7, 12. Rồi. Mọi thông tin về lớp học xin hãy gọi phone vào số 714-515-6868 cả nhà nha. Hoặc 714-515-6969. Bên em có text message để gửi cho anh chị những cái nội dung thông tin lớp học. Và đặc biệt khi đăng ký lớp học thì sẽ được tặng ngay một cây đèn treo để anh chị có thể vào nghề một cách tự tin. Khi anh em đăng ký lớp học nha là sẽ được tặng một cái đèn như thế này cả nhà nha. Mà mới nha. Cũng gần 200 đồng cả nhà nha, rất là good deal luôn. Nói chung là và khi anh chị đăng ký hai lớp học thì sẽ được giảm ngay 50% của khóa học tiếp theo nha anh chị nha. Rồi một lần nữa cũng như là Alex và chị Hồng xin cảm ơn chị em rất là nhiều đã ủng hộ thank you so much trong cái phiên live hôm nay nha. Và xin chào cô chú anh chị em, chúc nha. Anh chị một ngày làm việc vui vẻ và thật là đông khách. Thank you bye chị Kim, bye cả bye, nhà bye cả nhà.